Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn ơi. Hôm nay chú Mười đưa đến cái quán này rất là đặc biệt nè. Đồ ăn ngon phải không? Quán bún cây. Quán bún cây lần đầu tiên mình ăn. Rồi mình sẽ thử cái bún bún ở đây. Nếu mà thật sự là ngon như là chú Mười giới thiệu đó thì mình sẽ review cho đại gia đình mình nha. Nếu mà fan hâm mộ ở Long Khánh này, có nhiều anh cháu viết comment lên ước gì mà gặp chú được ở Long Khánh. Thì hôm nay xuất hiện ở Long Khánh nhưng mà mình cũng không có hợp fan, cho nên đại gia đình mình thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ vào bên trong xem thử cái bún cây này như thế nào mà chú Mười giới thiệu nhiều quá. Hả chú Mười ha? Vậy đó cả nhà. Hello cả nhà ơi, mình đã vào gần đến không gian bếp ở đây nè. Thì đập vào mắt mình á là rau ở đây rất là sạch sẽ, tươi. Bên trong này có những đồ lều hay là họ bày biện chuẩn bị những đồ này theo mình nghĩ đó. Những cái bịch ớt như thế này nè, chắc cái này to go đây. Cái này gọi là mua đem về nhà đó. Ở bên trong họ cũng đang chuẩn bị nồi nước lều. Mình sẽ vào trong bếp và để review thử cái nồi nước lều cho đại gia đình của mình xem như thế nào nha. Wow, cái nồi bún bò cay này nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đây là lần đầu tiên mình ăn qua cái món này. Nhìn thì thấy hấp dẫn rồi đó. Cái quán này mình có lâu chưa cháu? Dạ, con bán được 1 năm rồi. À, 1 năm hả? Dạ. Với 1 năm mà chú thấy cái lượng khách bên ngoài mà đông như thế này, rồi anh em ở đây đến đây giới thiệu những món như thế này thì chú nghĩ chắc ngon lắm. Bây giờ mình ra ngoài bàn, rồi mình sẽ order một cái tô bún đặc biệt, bún bò cay, rồi mình sẽ ăn thử nha cả nhà. Rồi, mình trở về bàn. Wow, hello cả nhà ơi. Họ đã đem bún ra đây rồi nè. Tô bún nhìn hấp dẫn quá. Tô bún này thịt bò nè, có chả nè, rồi có bò viên nè. À, cái nước của nó thì mình nhìn hấp dẫn rồi đây. À, nhưng mà để coi mình thử cái nước coi nha. Wow, đúng bò cay mà chúng mình đúng chúng chứ thịt cay đúng không? Cay. Bày biện ở trên này thì có rau sạch nè, đầy đủ các loại rau tùy mình lựa chọn. Vậy đó cả nhà. Cháu ơi, cho chú hỏi thăm nè. Cái tiệm này tiệm tên cái gì mà cháu? Dạ, số 3 Hồ Tùng Mậu. Số 3 Hồ Tùng Mậu hả? Hồ Tùng Mậu. Hồ Tùng Mậu. À, đường Hồ Tùng Mậu hả cháu? À, chú cảm ơn cháu. Nếu mà các bạn ở Long Khánh hay là ở từ phương xa về đó thì có dịp nên đến cái quán này để mình thưởng thức nha các bạn. Rồi, xin mời đại gia đình vào bàn cùng thưởng thức món này với gia đình mình nhé. Mời anh ạ. Rồi, chú Chiến nè. Để nó nguội, cánh thủ để nó nguội. Mời anh ạ. Mời chú Chiến nè, mời chú mời. Ngon. Ngon, 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 ngon. Ngon ăn, đúng là cay luôn, cay lắm luôn á. Sáng thì ăn đây thấy hơi nậu gì đúng không? Quán này thuộc dạng cũng bình dân nhưng mà rất là đông khách các bạn. Nếu mà thường thường buổi sáng thì mình tranh thủ đi sớm thì mình sẽ có được chỗ ngồi. Rau gì hấp dẫn món ăn hơn? Hấp dẫn. Mình rất là hạnh phúc khi về đây đó cả nhà. Được nhiều em út họ đưa mình đi đến nhiều quán ăn để ăn nhiều món cho biết thêm những cái ẩm thực của Việt Nam mình. Mỗi vùng miền họ có cách ẩm thực cũng như là cách nấu khác nhau. Nhưng mà lần đầu tiên mình ăn cái bún cay này đó, rất là lạ nhưng mà ngon. Chú vừa đây mình mới lần lại. Ngon ngon quá ngon.
tầm mốc cả nhà. Cây lắm mọi người, các bạn đây. Các bạn đây. Sao ở đây đã đứng bao nhiêu năm mà về rất là phát triển là nói chung Việt Nam mình bây giờ phát triển quá. Các bạn cũng thông cảm là quá người đông cho nên người qua lại hơi nhiều, ảnh hưởng về tiếng ồn, cho nên đại gia đình mình cũng thông cảm nha. Cho mồi nè. Cái chả này cũng ngon. Chả bò. Nó mới có cái đường dai. Thơm hơn. Dạ. Bò này ăn cũng ngon quá hả? Cái đồng chú là ngon. Chú là lạc. Cái nước lèo á thì rất là cay, cay nó cũng vừa tầm thôi chứ không đến nỗi mà cay quá như mình tưởng tượng. Nhưng mà cái mùi vị của nó các bạn thì nó tự tự giống như là bún bò Huế, đúng không? Cái mùi vị nó tự tự bún bò Huế. Nếu mà mình muốn ăn cho mà đúng luôn á thì mình phải ăn hai tô. Ăn hai tô nó mới đúng, đúng đạt à. Ăn chung không? Mình sẽ ghé lại tiệm này một lần nữa trước khi mình đi về. Nước ngon, chính là con ai tôi một lần đó. Ở đây mình ngoài cái bún cay thôi là mình còn muốn gì khác không cháu? Ở đây chỉ độc quyền bún cay phải không? Còn bún không cay nữa. À. Nhưng mà theo bún không cay thì có chứ. Có. Bún không cay là bún không phải không? Có nước không cay. Ngon ha, ăn nó cay 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 nó tốt mà nó tạo cho cái vị khỏe thôi. Đi xong rồi anh em mình đi đâu đây chú Mười? Có hai người này cái gì đấy? Đây ngồi nha. Về Việt Nam sướng lắm các bạn. Thời gian
đi ăn xong ngồi cà phê ghé nhà cũng thích cũng thích các món ăn rồi đi chơi, nhưng mà không có làm gì khác. Nó cay quá mà thôi luôn. Cái rút có rút nhỏ thì ngon. Về Việt Nam mình thấy sướng nhất cái này, tôi tám thấy không? Là mình được có quyền lựa chọn món ăn. Đúng rồi. À, sáng dậy mình có quyền chọn ăn uống cay hay là ăn phở, ăn quả, tấm, ăn cơm tấm. À, đầy đủ mình có quyền chọn lựa cả nhà. À, mình cứ thay đổi món hàng ngày. Bữa à, nào mình ngon đó thì mình trở lại nhiều lần hơn. Điều quán này là quyết định mình sẽ trở lại. Hôm nay trời nóng hả? Nóng, hơi nóng. Cái món cay đó là tốt một con này. Tốt một con này nó làm cho con gì nó khỏe hơn. Con ăn thấy sao? Không, thay chỉ về đây chỉ có thủ địa dẫn mình đi mình mới biết được thôi. Dạ, đúng rồi. Chứ nếu mà không tự mình tìm những món ăn mà có khẩu á, dạ, khẩu vị hay là mình thích đó thì hơi khó. Thì chú Mười là cũng trong là những người mà siêu tầm về đồ ăn đấy chứ hả? Ở Việt Nam mấy cái quán, ví dụ như quán sạch mà không sạch luôn á, mấy cái người làm ghế hoặc quán không có người là quán không có người. Mấy cái quán bình thường mà xe đậu quán người kia đậu quán người kia. Đó là cái kinh nghiệm đó ha. Quán nhỏ đâu rồi quán lớn. Đi vô bông thì này đó là về đúng cà phê chứ. Vậy đó cả nhà. Ken YouTube của Bình Huỳnh cũng chia sẻ với đại gia đình của mình trong Ken mỗi ngày trong cuốn video. Bình Huỳnh về đây làm gì, đi đến đâu, ăn cái gì cũng đều chia sẻ hết với đại gia đình của mình trong kênh để biết thêm về cuộc sống ở đây. Trước khi chào tạm biệt cả nhà, cho mình gửi lời cầu chúc đến đại gia đình của mình trong kênh một ngày mới thật là hạnh phúc, cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ với các bạn. Tôi xin chào tạm biệt cả nhà. Rồi, bye bye. Bye bye.